Trong mọi hoàn cảnh thì Real Madrid luôn là một giá trị, có đồng nghĩa với việc họ là một trong những đội bóng khó bị đánh bại nhất tại UEFA Champions League. Câu chuyện luôn là như vậy, không ai theo kèm với cả Edinho cả. Và đưa bóng vào của Luka Modric là quá hay. Sự tập trung của các cầu thủ Liverpool đã dành cho quá nhiều về pha đá phạt của Luka Modric dành cho Benzema, dành cho Rüdiger, và không ai theo kèm với Vinicius cả. Đó là vấn đề trong bàn thua này của Liverpool. Thời khắc mà họ không duy trì được sự tập trung. Vẫn còn Rüdiger. Có thể dẫn đến Benzema. Benzema rất nhịp nhàng. Tỷ số là 4-2 cho cầu thủ Real Madrid. Vẫn còn vâng, chỉ 2-0. Đó là cái duyên. Họ xuống ở vương ở cả vòng bảng của Real Madrid giờ đã chịu không đồng. Khoảng lặng trên sân Anfield vào lúc này. Từ châu Phi dẫn trước 2-0, các cầu thủ Real Madrid đã ghi 4 bàn để dẫn được lại 4-2. Vấn đề là các cầu thủ áo trắng phối hợp quá dễ dàng trong tình huống này. Fabinho đã bị hút theo và di chuyển của Rodrigo mà không theo kèm với Karim Benzema. Virgil van Dijk và Joe Gomez nhận ra vấn đề là quá muộn. Joe Gomez là người đã không kịp thời băng lên để dẫn đến tình huống lên bóng của Rodrigo. Cầu thủ người Brazil không rơi vào vị trí của mình. Một chuỗi các động thái xử lý một cách thoải mái của các cầu thủ Real Madrid. Họ phối hợp một cách dễ dàng ở khu vực nguy hiểm và chứa rất nhiều những điểm